khóc thương vô bờ. Mẹ nước mi lòng con như nát tan, nhớ thương ngập lối. Chiều nay khi lớp tan, con chờ ba đón về, nhưng khóc sao cho vừa, vì con đã hay từ đây trên bước đi. Chợt nhớ đến dĩ vãng thuở xa xưa, kỷ niệm đau đớn. Một chiều người ra đi không nói tiếng chia ly, xót xa lòng con. Từ đây trong giấc mơ mong chờ ba trở về, tiếng sương tan chiều biển biệt gói mây, lệ vương lên mắt cây nhớ thương ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sức cho toàn mình. Mình là tình thương. Anh có vượt qua. Thưa thân mẫu, trong giờ dẫn lọc tổ xã kỷ lợi ta đồ màn gian khổ thường vũ phương tới độ khách ta cho con suốt cả đời con.
một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sóng biếc tràn ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên tới tận trời cao. Một đóa hoa hồng thắm tươi lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như ánh thái dương, tỏa sáng soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sóng biếc tràn ước mơ. Xin lễ A Di Đà Phật. Chủ theo hộ lễ dân tam bá.
linh đức độ cao siêu, cầm kỳ an tam gia hiểu tứ tôn đại tiểu đồng quỳnh thủy kiều nga nguyễn văn thiều nguyễn minh hoàng nguyễn minh quân nguyễn võ kiều mỹ thái nguyễn minh xuân nguyễn quân đã trần thủy huyền đặng thị bích vân nguyễn xuân trang nguyễn minh quân nguyễn đặng nhân nam gia đình hưng hạnh quốc huệ đoàn viên quán âm tầm thanh cô phó tân long quốc thọ cặp kỳ siêu thiết lễ kỳ siêu hồi hướng hướng linh ngẫu văn thiệu nghệ danh minh hùng chào đi phật cung bạch chư tôn đức tăng và kính thưa hòa phật tử chùa nghệ sĩ cũng như kính thưa tăng gia hối viên và tất cả khi không bị gì đến đâu một hình bóng trong đó là một tấm gương trong sân khấu cũng như là nghệ thuật điện ảnh. Bên cạnh đó có những tấm lòng và họ hào tâm và bánh mồ và đánh viếng thăm thương linh của chú Minh Phụ cũng như ngài chư tăng của chùa nghệ sĩ cũng như phật tử của thành tâm quan lâm đến đây trước để chia buồn tăng gia hương vị. Thank you.
đêm nay nghe gió lạnh làm con nhớ đến cha, như bao đêm vắng nhà lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thôi nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng đêm cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha sáng nắng ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi, con mãi nhớ đến cha. Cha ơi, con luôn nhớ thương cha. Con nhớ đến cha, như bao đêm vắng nhà lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thôi nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm con lớn khôn. Cha ơi, con mãi nhớ đến cha. Cha ơi, con luôn nhớ thương cha. Lấy niềm mơ ở nhà
ngày gặp. Đây là ngày mãn phần của nghệ sĩ ưu tú, là một cái sự mất mát lớn lao trong gia đình. Về mặt xã hội thì sân khấu thành phố Hồ Chí Minh đã gắn bó với nghệ sĩ ưu tú của anh sớm tiêu diêu nơi cõi Phật. Và đồng thời tôi cũng có làm một bài thơ, điếu thơ để cầu hương hồn của anh sớm về cõi trên. Hương hồn của anh nghệ sĩ sớm về cõi Phật. Bài thơ này gói gọn trong thể thơ Thất Môn Đốc Tú. 65 tuổi chẳng vội đi xa, vạn Phật sầu vương ngắm lệ hà, tây trúc an nhàn vui tự tại, dương trần núi tiếc giọt châu xa, ra đi trọn vẹn tình thu phụ, đôi ngã hết lòng nghiệp hát ca, tiễn bước tài nhân thầm khấn vái, chân linh tiếp dẫn khỏi ta bà. Toàn thể trong cha gia hiếu chủ, tôi thì giới thiệu là Thượng Tọa Thích Hiển Chân, phó chủ trì chùa An Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, được hay tin nghệ sĩ Minh Phụng đã trở về thế giới vĩnh hằng của chư Phật. Chính vì thế hôm nay nghệ sĩ Minh Phụng cũng là một cái người Phật tử thuần thành, hãy thường xuyên hai vợ chồng hãy đến chùa làm lễ trong những ngày lễ lớn. Cho nên chính vì cho đó toàn thể tăng ni cũng như Phật tử của An Phú chúng tôi cảm niệm công đức của nghệ sĩ. Và hôm nay người đã trở về thế giới vĩnh hằng của chư Phật cũng còn động ở trong tâm của chúng tôi một cái tình thân thương. Thượng Chúa Tam Bảo Linh Thánh Giác Tổ Hướng Lục Thập Ngũ Tế Trưởng Tam Bảo Lực Tăng Long Phước Thọ Tư Thời Do Ban Điểm Chi Tây Ban Tiết Ống Tùng Lại Chi Khánh Âm Siêu Dương Thành Đại Yến Hà Thanh Pháp Giới Chúng.
Phật Đạo Nam Mô A Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất, bước chân em vội vã như sớt chia nỗi khổ cùng con. Ôi cha già, cha tuyệt diệu của con, cha tuyệt diệu, cha của con tuyệt diệu. Rồi qua ta thấy hồng bà tưởng họ trần thế lục thập ngũ kế tam ư mẫu cây niên thập nhất mạc sơ tam nhục thủng thời quy tây nga nhất thành thượng ngạc vạn tội văn tiêu phát đạt công cháu hưởng dinh lạc vô chúng sinh giai cộng thành phật đạo la mô a di đà phật. Chúng nhân nghệ sĩ ưu tú một phần kính thưa toàn thể đại gia quý quý, sau khi nhận được tin nghệ sĩ Đức Phụng qua đời, ca sĩ Hải Đạo trước mặt cũng là phật tử của Thượng tọa Thích Thiện Tâm có gửi lãng hoa đến kính viếng thăm hương linh Đức Phụng, trước là tỏ lòng thành kính đối với nghệ sĩ ưu tú Đức Phụng, sau là cũng cầu nguyện cho hương linh Đức Phụng được siêu sanh tịnh độ. Mong toàn thể gia quyến chấp nhận lãng hoa của ca sĩ Hải Đạo trước mặt. Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng vui trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển dòng lệ thấm xuống đại dương, những hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm, con là sóng chạy xiết reo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng
bàn tay cha mãi mãi bên con. Như hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngào bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, con sông lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn nguồn, con sông lệ thấm xuống hồn con. Những hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có sông lệ thấm xuống đại dương. Những hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Chợt nhận ra người cha thân yêu đã lìa xa nghìn trùng. Một cánh hoa đem về tặng cho cha nhưng còn đâu nữa. Cha yêu thương ơi, một mình còn đây bao nhiêu những điều chưa tỏ bày. Tình thương cha như dòng sông bao la con còn che giấu. Cha ơi cha ơi, từ ngày cha vắng xa lòng con đây mỗi khi vẫn như trời đông giá. Ngoài hiên thôi nắng lên nhìn ra con phố dài, người đi hồn tê tái. Rồi một hôm
về đường xa, cầm hoa trong tay, đóa hồng tươi đậm sẽ mãi dành riêng cho cha tấm lòng con còn lại. Dù chia xa, cha đầy trong tâm tư con hằng ghi dấu. Cha trong tay đóa hồng tươi đậm màu, lòng rưng rưng chưa một lần con đem đóa hồng trao đến khi cha con bên con. Rồi từ dành riêng cho cha tấm lòng con còn lại. Dù chia xa, cha đầy trong tâm tư con hằng ghi dấu. Cha
Sĩ ưu tú Minh Phụng tên thật là Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1944 tại Châu Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cũng như tất cả các nghệ sĩ khác, anh đến với sân khấu bằng niềm đam mê, đờn ca tài tử và từ những lần lân la đến với các ban nhạc tài tử tại quê nhà, anh đã được người thầy đầu tiên dạy cho mình ca
đó là chú Tiên Xuân. Từ gánh chiếu, đơn ca tài tử này, anh đã từng bước làm quen với sân khấu. Năm 17 tuổi, anh được nhận vào hát tại đoàn Tân Tạo qua một vai kép lão trong vở Bến Tang Thương. Với vai diễn này đã là bước khởi đầu đầy may mắn đối với nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Những ngày đầu đi hát, anh đã chịu khó học tập, rèn luyện để có được một giọng ca, một phong cách biểu diễn được công chúng yêu mến. Trải qua nhiều đoạn hát với những đại bang lớn, tên tuổi của Minh Phụng được khán giả yêu mến qua những tác phẩm sân khấu mà cho đến nay, mỗi khi nhắc đến những vở tuồng này, công chúng đều yêu mến và gọi anh là hoàng tử của sân khấu. Đó là những vở như Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Mùa Thu Lá Bay, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Xin Một Lần Yêu Nhau, Áo Vũ Cơ Hàn, Con Cò Trắng, Gánh Cỏ Sông Hàn và rất nhiều vở diễn nữa. Kính thưa quý vị, trong đó công chúng yêu mến nhất là vai diễn Hàn Mặc Tử. Năm 1993, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sự nghiệp nghệ thuật của anh còn được biết đến với vai trò là lãnh đạo đoàn hát, đó là đoàn cải lương tiếng hát quê hương. Anh đã chiều dặn và đào tạo rất nhiều diễn viên trẻ, tạo nên làn sóng hâm mộ với rất nhiều thế hệ nữ nghệ sĩ tài danh đã cùng gắn bó với anh. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, công chúng không thể nào quên một giọng ca trầm ấm, một phong cách biểu diễn lãng mạn. Anh đã góp phần xây dựng nền sân khấu nghệ thuật cải lương rực rỡ thập niên 60 đến thập niên 90. Đạo đức nghề nghiệp của anh luôn là tấm gương đối với đàn em. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tiễn đưa anh. Một tràng pháo tay dành cho một vai diễn thật hay, một gương mặt thật đẹp, một giọng ca bất hủ theo thời gian. Và bây giờ, ca sĩ Di Phụng, con gái của anh, sẽ thay mặt gia đình có đôi lời cảm niệm trước khi chúng ta đưa tiễn linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng đến với nghĩa trang chùa nghệ sĩ. Nhưng hôm nay thì con được con xin đại diện gia đình cảm ơn tình thương của quý cô bà, quý khán giả của bà, của con đã không ngại những đường xa xa xôi từ các tỉnh miền Tây, miền Trung đi sau đó đến đây để cúng dính ba con. Trong cái thời gian vơi mà ngày tai này có điều gì sẽ xuất không mà quý cô chú, quý cô bạn đã thông cảm bỏ qua cho một lần nữa thay mặt lịch sử tri ân tất cả bà con của bạn. Thưa chính quyền địa phương sở tại cùng bà con cô bác, những người hâm mộ nghệ sĩ Minh Phụng. Thế là đã 5 ngày trôi qua, dục thân của nghệ sĩ Minh Phụng được lưu tại Tư Gia. Vào giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất. Vào giờ phút này là giờ phút mà bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể nào cản được. Đó là giờ mà chúng ta phải ngậm ngùi tiễn biệt một người thân, một người mà chúng ta đã từng kính, từng mến, từng yêu thương nhất khi về với thế giới an lạc của Đức Phật. Thưa quý liệt vị,
Thật là một diễm phúc và duyên lành khi chúng ta được sinh ra từ hai đấng sinh thành cha và mẹ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là được sống trong tình yêu thương của người mẹ, được ấp ủ vỗ về bởi tất cả của người cha. Những mong niềm hạnh phúc ấy sẽ được trường tồn nguyên vẹn, để rồi chúng ta ung dung ôm trọn niềm hạnh phúc ấy đi đến suốt cả cuộc đời, để lo phụng dưỡng hai đấng sinh thành, không phụ rẫy công ơn trời biển của người. Nào ngờ luật sinh tử sớm còn rồi tối mất, lý con người trước có để rồi sau không. Định luật vô thường khắc nghiệt đã cướp mất đi cho gia đình chúng tôi một người chồng, một người cha, một người ông thân thương nhất. Định luật vô thường cũng cướp mất đi của tất cả đồng bào, cô bác, một người nghệ sĩ, một người mà quý vị đã từng được nghe lời ca tiếng hát, làm cho quý vị gợi nhớ quê hương và tình thân đồng bào dân tộc. Như một danh hào đã nói, cha là bóng cả ngã trong con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên qua, nặng cả tình cha hơn nước non. Thưa quý vị, nghĩa cử thiêng liêng cao cả của người cha tuy nghiêng nghị, nhưng đó là bóng tục, là hàng cây che mát cho những người con. Và giờ phút trang trọng này, chúng ta hãy lắng lòng khởi lên câu niệm Phật, vì rằng nhất tâm niệm Phật mới là tiễn đưa hương linh của anh Minh Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn nhất. Chỉ có câu niệm Phật mới có thể đền đáp được những gì mà chúng ta đã ghi nhận của anh nghệ sĩ từ bấy lâu nay. Chỉ có câu niệm Phật chúng ta mới có thể đền ơn đáp nghĩa với những người đã tạo cho chúng ta niềm vui trong cuộc sống này. Và vào phút trang nghiêm thanh tịnh này, xin toàn thể quý vị hãy lắng lòng để chúng ta cung thỉnh chư tôn thiền đức Quan Lâm Ái Tiền, tác lễ Kỳ Siêu, tiến linh Bạc Độ, làm những nghi thức để đưa tiễn hương linh anh Minh Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin tất cả chúng ta hãy lắng lòng, và vào phút này thay mặt cho tăng gia hiếu quyến, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức tăng từ bi hoa thị chứng tích Quan Lâm về tài Ái Tiền, để nhất cứu nhất kề trợ tiên cho hương linh và niệm Phật tiễn đưa hương linh của anh nghệ sĩ Minh Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư tôn đức Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chứng Minh. Báo phụ mẫu thâm ân chi đức dưỡng dục cù lao sanh thành chi trọng thành thâm báo con quỳ phụ thân ai đã Thank you.
hương ba đắng điều thân nhà thượng hạ tiêu hồn tam phương giả đông tây nam bắc ta mạng đồng nhập Như Lai bảo ấn không hại
Quan Âm Tát Bản Thế Chí Vi Bằng Thất Trùng Hà Thọ Di Tiêu Diêu Ma Đức Trì Chúng Thân Thượng Đàng Hiện Tiền Toàn Giá Tăng Nguyễn Na Hiền Thế Quỳnh Thị Kiều Tiên Hiếu Nam Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Quốc Thiếu Nữ Nguyễn Hoa Kiều Mỹ Thệ Nguyễn Minh Sơn Nga Nhân Thức Trần Thị Mỹ Quyền Đặng Thị Bích Nhân Nghĩa Tây Nguyễn Quốc Đạt Nội Cô Nguyễn Phương Trang Nguyễn Minh Quân Ngoại Cô Nguyễn Đặng Nhật Nam Hiệp Đồng Toàn Giá Ta Nguyễn Thành Tâm Tống Điệp Phương Linh Na Ngô Văn Thiệu Đức Nguyễn Văn Hoài Thọ Quý Pháp Danh Thiện Ngộ Quân Sanh Giá Thân Nguyễn A Nghệ Danh Minh Phùng Thượng Thọ Trần Thế Lục Thập Ngục Tế Tán Hư A Hậu Tí Niên Thập Nhất Hoạt A Sơ Tam Nhật Thuận Thời Lý Tây Nguyễn Minh Hòa Tư Tán Đạo Lực Thất A Ta Bà Siêu Sinh Tịnh Đồ Phổ Nguyện Nhất Thành Thượng Đạt Bàn Tội Tăng Tiêu Nguyễn Minh Đắc Độ Cao Siêu Tội con phát đạt con cháu hồng dinh mà chơi Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị quan Phật cùng toàn thể thân bằng hữu thuộc hiện diện trong buổi tăng lễ hôm nay. Trước giờ tiễn biệt người cha đã cúng đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng con xin có đôi lời kính dâng lên linh hồn của cha. Kính thưa linh hồn của cha, chúng con xin được ca ngợi rằng ơn cha cao đẹp tuyệt vời, mối tình thầm kín trong lời dạy thiên. Lòng cha nghi nghị thiên niên cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Thật vậy, cha thì không có lời ru ngọt ngào như mẹ, nhưng cha đã có một sức chịu đựng phi thường để che chở và dìu dắt đàn con thơ qua những chặng đường gian khổ của cuộc đời. Đó là sự hy sinh cao quý mà thầm lặng. Nói đến cha mẹ là nói đến hạnh phúc thiên niên và quý giá nhất trên cuộc đời này. Chính người đã ban tặng cho chúng con mảnh hình hài nguyên vẹn và nuôi dạy chúng con bằng tình thương yêu dạt dào vô tận. Hôm nay trước giờ tiễn biệt toàn thể gia đình chúng con xin đứng trước linh cữu của ba để xin nguyện thề rằng chúng con sẽ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau để xứng đáng với lời dạy của cha, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc noi theo tấm gương của cha, trở thành người hữu dụng cho gia đình và xã hội. Sau cùng, chúng con xin nguyện sẽ thương yêu mẹ hiền và luôn làm cho mẹ vui trong suốt quãng đời còn lại. Xin ba hãy yên lòng an giấc niềm thương, an vui ở miền cực lạc. Xin đốt nén hương tạ từ ba mãi mãi là ba của con, dù nam hải cạn, dù thái sơn mòn, ân tình thân phụ sắc son muôn đời. Thành kính vĩnh biệt thân phụ Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Yeah.
mãi trơn. Mộng hương hồn mà
thương hồn ơi ấy giảm tây phương dịch giả cử cửu thân xa phát hành đam mô
còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì.
Hãy subscribe.